chiêm như lại kho tàng di sản văn hóa đã có vĩnh miền đã có tí quần tiêu xì dèo dân gian đã dù xê dáng giấy tí quần công sĩ ánh mài, căn lại tí quần xế chàng để tí quần công sĩ giấu nhàn dấu húp là có tí quần tiêu xì dèo dân gian đã có vĩnh miền ánh mai giá trị lịch sử văn hóa hồ ảnh công tư hình tháo để tí quần hiêu cộng đồng tập thể để tí quần hiêu dùn kít như mô tả dân miền mùi tống để bông đao trắng mà buồn cái gì văn hóa càn mài tháo hơi thụt phụ lưu giả của đàm yên tuyên quang mắt càn ngai trắng mặc buột đi gì mãi mãi dâm nhua nải phiên hay trắng mặt trăm có nhùng dẻo dân gian túc khoi càn chiếc buột dấu khoi giói trắng mày trăm tới buồn năm con hiếu dấu càn ở tàng phái y tàn trắng mắt âm thanh là phết chìm hàng dây vết đỏ xì phỉ ham kéo càn có tới buồn năm con dâm lại chuồng mạc thị mười dâm lăng thụt phụ lưu giả của đàm yên tuyên quang trắng mày càn đi hiu năm con trắng mày dấu đồng có tới buồn đia trắng bằng tài bến tới buồn ô vuông dìm cửa nhựa trắng mai đua con thao đồng tế bồn huy phai phép bụi con thao bồn cái gì mùng ói bồn, bồn đã có tế bồn công gì lống tôi biết làm quả con này từ lúc tôi 18 tuổi vâng học người già thôi cũng học người già Điều như hôm tôi nay nhắm nhắm con với cành chè bên hàng tây hạ về trắng của cây mình cố ấy hăng búa bố bồn có thành phồn ta trắng mang tay là đưa vào nó trắng tốt rồi mùng ói lùng đau trắng là phi thính mũi tỏi trắng ấy mà đưa cả nhàn cầu hút nó chúng vào cái vòng tròn đấy thì là dân làm ăn thì rất dễ, dễ thuận hòa. Bìa hoa trồng tuần châm hiền đạp peo trường lang khâu lĩnh. ánh mà quyền hay mồm hiền căn cố bùn thả lún dáng chuồng can giờ có nhung dẻo dân gian có nhung dẻo tôi muốn tạo ra miền ken thà nó có tí bùn nhung dẻo lại bò pam can kia là bò to lưới có ăn cú lần mà dáng ken thì có nhung dẻo bò pam mà tôi con tháo dở quay gió chìm lại toi cháu cái cứu mang thuốc bột đằng nòng pam với dáng bằng tay mai tu này ánh mày giả pháo mà chút gì phi thế chứ một miên thì là cái uh, môn đánh phong này là là, 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 là môn từ, mà ánh tài là các tháo rằng hiểu có có hành tỏ Cô pháo hơn kia rằng ánh hội họ biết rằng ánh mà dân tấm tầy cố dính mày, cố với chiều sức trắng mài thức tư nửa hàng ánh dẻo. Người già như tôi hơn 60 tuổi nhưng mà tôi vẫn còn thích chơi có nhung dẻo trắng ngoài tu tham miền ăn hiếp bằng tháo về trắng ánh mày tu là thấy buồn cái gì quên hay Thêm bề lại nhung dẻo nay có chất diêm nhẹ lùng dâm như là tháng đồng đào mai lúng buôn để trả lệ có nhung dẻo phai cấp trùng ta có thấy buồn chiếu đồng dao ca dao tục ngữ ngay trắng ngay hiu tụ cần lại vết trắng mày dầu bến có thấy buồn nhung dẻo dân gian bến là có thấy buồn cái gì chấm dù mai diêm nhua dễ chẳng, do căn tiêu gì mình pháo diêm lan miền ở nam